chạy về bên phải, chạm, hạ mông về phía sau, co gối lại, tay đưa lên trên trời. Xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với buổi tập cardio. Hôm nay chúng ta sẽ tập 10 phút HIIT, còn gọi là HIIT, để giúp cho tim phổi của chúng ta khỏe mạnh, sức mạnh cơ bắp cũng như là đốt nhiều năng lượng. Chúng ta không cần dụng cụ gì cả. 10 phút tập với 10 bài tập khác nhau nha. Rồi, bây giờ hãy chuẩn bị bắt đầu cùng với nhau nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên, đó là bài squat hai chân mở rộng, hạ mông xuống, đứng dậy, sau đó bước chân phải về phía sau, hai tay đưa lên trên và trở về squat. Sau đó, bây giờ chúng ta sẽ đổi chân, làm liên tục trái phải nha mọi người. 3, chúng ta sẽ 40 giây ha. 3, 2, 1, rồi squat, hạ xuống, đẩy mông lên, bước chân phải về phía sau, hai tay đưa lên trên trời, sau đó trở về và tiếp tục squat. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi chân. Đúng rồi, làm chậm chậm, lên thở, xuống hít, rất tốt. Chúng ta sẽ xen kẽ một bài dễ và một bài khó hơn để nâng nhịp tim của chúng ta lên. Rất tốt. Mọi người ổn không ạ? Cứ làm từ từ ha, kiểm soát chuyển động của cơ thể chúng ta. Xuống hít, lên thở, bước về sau, rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài cardio, một chân trước một chân sau. Từ đây các bạn sẽ nhảy và đổ bên trái và phải, hít thở đều. Chúng ta có thể làm chậm thôi, không cần làm nhanh ha. Quan trọng đổi liên tục, chuẩn bị 4, vẫn 40 giây. 3, 2, 1, bắt đầu. Trái, phải, trái, phải. Hoặc chúng ta có thể làm nhanh hơn. 1, 2, 1, 2. Rất tốt, rất tốt. Tiếp tục làm nạp 1, 2. Mọi người cảm nhận nhịp tim lên không? Rất tốt. Hít thở đều. Cố lên các bạn, 15 giây. Cảm nhận người nóng hơn rồi đúng không? 3, 2, 1. Rồi bài tiếp theo sẽ không di chuyển quá nhiều. Chúng ta sẽ hai chân mở rộng, cố gắng mở rộng nhiều nha. Rồi 45 độ nè. Từ đây chúng ta sẽ nghiêng người về bên phải, hạ mông về phía sau, co gối lại, tay đưa lên trên trời, xong trở về và chúng ta sẽ đổi bên, làm liên tục trái phải. Này rất là tốt cho phần thân trên. Mở rộng vai, hạ xuống. Rất tốt các bạn. Nhớ đẩy mông về phía sau, gập gối lại, gối, mũi chân trên một đường thẳng. Các anh chị làm rất tốt. Tiếp tục nè. Đôi khi chúng ta không có thời gian thì thật sự 10 phút rất là tốt để giúp cơ thể khỏe này. Đầu óc tâm trí của chúng ta cũng quân bình trở lại. 5 giây cuối. 2, 1, rồi chúng ta sẽ đưa nhịp tim tăng lên trở lại một tí ha. Đứng ở giữa, nhảy bên phải, trái, trở về giữa, sau đó squat một cái và bước về, rồi tiếp tục trái, phải, giữa, squat, rồi thu về, lặp lại. Ok, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Phải, trái, giữa, bước, squat, thu về. Đúng rồi, rất tốt. Cố lên, các bạn có thể squat hoặc các bạn có thể nhảy trái phải giữa, mở rộng xuống hai mức độ. Đúng rồi, rất tốt. Trong lúc tập luyện chúng ta có thể chọn lựa chọn dễ hay là khó. Đây là dễ, bước squat rồi trở về, tiếp tục. Đúng rồi, 5 giây nữa thôi. 3, 2, 1, rồi. Rất tốt ha. Mọi người ổn không? Nhịp tim tăng lên này. Mình là 140 ha. Mọi người có thể kiểm tra. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm hai chân mở rộng, squat, tay đưa về phía sau, cùi chỏ xuống, nhấc lên, cùi chỏ chạm đầu gối, trở về, hạ xuống, đổi bên. 40 giây nha. Nếu mà các bạn không chạm được không sao hết. Thở, xuống hít, lên thở xoay. Đúng rồi. Khi mà tim phổi của chúng ta làm việc nhiều hơn á, thì cái việc nói nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều.
Mọi người cảm thấy không? Giọng của mình khác hẳn. Rất tốt. Thở xuống. Thở xuống. Tốt. Cố lên, các bạn ăn chị làm rất là tốt. Nhớ chúng ta có thể hạ nhẹ xuống. Xoay, hạ nhẹ. Xoay, không cần xuống sâu ha. Rồi, rất tốt. Bài tiếp theo, chúng ta sẽ nâng cao nhịp tim lên một tí nha. Rất là đơn giản, 4 cái nâng cao đùi. 1, 2, 3, 4. Hai chân mở ra. 4, 3, 2, 1. Sau đó lặp lại. Ok, 4 cái và 4 cái này. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Xuất sắc. Tiếp tục. Cố lên. Còn 20 giây nữa mọi người. Cố lên. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Hết. 8, 7, 6, 5, 4. Rồi, 4 cái cuối. Rất tốt. Rồi, từ từ 20 giây hít thở vào nha. Các bạn làm rất là tốt, đừng ngừng lại nha. Rồi bước chân phải về sau, đá lên hạ xuống, rồi đổi chân trái đưa lên hạ xuống. Mình xoay hướng này cho mọi người thấy ha. Rồi từ đây nè, giữ nè, bước chân phải đá hạ xuống, bước chân trái hạ. Rất tốt. Mục tiêu của chúng ta là làm sao hạ chân dài về sau, hạ đầu gối xuống, lên thở đá ra, xuống hít mũi, lên thở miệng. Xuất sắc. Cố gắng tập tim phổi khỏe mạnh, cũng như là cái khả năng cơ của chúng ta hoạt động bền bỉ hơn. 20 giây nữa. Mười giây cuối cùng thôi. 5, 4, 3, 2. Rồi, rất tốt. Bài này không quá khó đúng không? Bây giờ sẽ là khó hơn này. Rồi, từ đây các bạn đứng này. Nhảy nhẹ về phía trước, nhảy nhẹ về phía sau. Từ đây, bật nhẹ lên tràn. Lên, về sau. Bật nhẹ, ok. Được không? Về, sau. Còn nếu không bật được, squat thôi cũng được. Ok, bắt đầu nè. Trước, sau, bật. Trước, sau, bật. Ok, còn không được, bước về sau. Squat. Dễ. Còn khó hơn. Rất tốt. Hít thở. Nhảy. Hít thở. Nhảy. Rất tốt. Cố lên nào. Wow. Các bạn cảm nhận nhịp tim nhiều hơn chưa? Và mồ hôi của chúng ta bắt đầu đổ nhiều hơn rồi. 2, 1. Rất tốt. Wow. Rồi, còn 2 bài nữa thôi nha các bạn. Cố gắng theo với mình. 10 phút nhưng rất là feel đúng không? Rồi, bước chân trái, squat nghe. Trở về, bước chân phải. Xuống, lên. Ok. Trái, phải, đơn giản vậy thôi. 3, 2, 1. Cố lên. 2 phút cuối cùng. Thở. Hít vào, thở ra. Các bạn có nghe thấy tiếng thở của mình không? Và chắc hẳn các bạn cũng đang thở chung giống mình đúng không? Rất tốt. Hãy tập cho phổi, tim của các bạn hoạt động. Các bạn sẽ tránh được những cái bệnh như là sơ vữa động mạch, đột quỵ nha. Chúng ta còn một bài cuối cùng nữa thôi là kết thúc cùng với nhau. 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Bài cuối cùng sẽ không quá khó đâu. Chúng ta đứng một bên, chạm, chạy về bên phải, chạm, xuống, hạ mông, ha các bạn. Rồi làm liên tục trái phải nha. 4, 3, 2, 1, bắt đầu, hít thở. Các bạn không cần chạy quá xa, trong tấm thảm thôi là được rồi ha. Khoảng tầm 2 mét vuông. Chạm, hít thở được. Cố lên nào.
20 giây cuối cùng. Các bạn cảm nhận giống là chúng ta chạy, chúng ta chạm hay nhặt một món đồ nào đó ha. 6, 5, 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Chúc mừng các anh chị. Chúc mừng các bạn đã xuất sắc hoàn thành xong 10 phút tập SIT để giúp cho tim phổi chúng ta khỏe mạnh này, giúp cho cơ của chúng ta hoạt động bền bỉ hơn và đốt năng lượng, tinh thần sảng khoái. Các bạn, các anh chị cảm nhận như thế nào? Cho biết qua phần bình luận ha. Rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo nha. Nhớ theo dõi các trang mạng xã hội và đăng ký kênh của Hubert. Bye bye! Wake me from this dream I've been in.